Kính thưa quý vị, công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10 triển khai kế hoạch tổ chức Phật đản An cư Kiết Hạ Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 là những Phật sự quan trọng được Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tập trung thảo luận trong phiên họp sáng qua ngày 28 tháng 3 tại văn phòng Ban trị sự. Phiên họp diễn ra tại văn phòng Ban trị sự chùa Việt Nam Quốc tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi họp, Chư tôn đức Ban thư ký đã trình các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới về chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, như đề xuất khen thưởng đối với Chư tôn đức đóng góp tích cực cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đến các cơ quan hữu quan, đồng thời báo cáo về tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Chư tôn đức Ban thường trực góp ý về thiết kế biểu trưng logo chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, công tác thiết trí trong và ngoài hội trường, thư mời đại biểu, nội dung tham luận của đại hội, chuẩn bị các văn kiện đại hội, quà tặng. Tại phiên họp, Chư tôn đức Ban thường trực đã thảo luận thống nhất về công tác tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, lễ đài chính được thiết trí với hình thức vườn lâm tỳ ni tại Việt Nam Quốc tự. Dự kiến mùng 8 tháng 4 âm lịch sẽ diễn ra lễ tắm Phật theo truyền thống. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 chính thức diễn ra vào sáng ngày rằm tháng 4 âm lịch. Về tổ chức an cư kiết hạ đại lễ Phật đản tại các tự viện trên địa bàn thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban trị sự cho biết, tùy vào tình hình thực tế diễn biến dịch COVID-19 tại các địa phương, đại lễ Phật đản năm nay, các đạo tràng tu học thuyết giảng tại các tự viện trên địa bàn cũng thiết trí lễ đài thuyết giảng. Các trường hạ an cư kiết hạ tập trung sẽ đăng ký để được tổ chức như thông lệ hàng năm. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, Ban văn hóa thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Ban thư ký Ban trị sự sẽ tổ chức văn nghệ triển lãm hình ảnh tiêu biểu về thành tựu của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh qua các nhiệm kỳ nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm. Chào mừng đại hội với chủ đề Ánh đạo trong dòng sử Việt. Phiên họp cũng thảo luận và lắng nghe các báo cáo về tiến độ những hoạt động Phật sự của thành phố đang được diễn ra. Ngoài ra, Trưởng lão Hòa thượng Trưởng ban trị sự cũng chỉ đạo sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Từ Nhân vào ngày 14 tháng 3 âm lịch sau lễ Bồ Tát chung của Chư tăng thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc tự.